Thưa quý vị, bóng đá là môn thể thao vua, tưởng chừng chỉ dành cho phái mạnh. Nhưng không phải vậy, những năm gần đây, môn thể thao này dần chiếm được cảm tình của đông đảo các bạn nữ tham gia tập luyện và thi đấu. Vì vậy mà để đáp ứng nhu cầu đó, nhiều giải bóng đá nữ cũng được tổ chức nhân dịp vào các ngày lễ Tết. Đến hẹn lại lên nhân kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và 12 năm ngày Phụ nữ Việt Nam, giải bóng đá nữ cúp các câu lạc bộ đồng bằng sông Cửu Long lần thứ 2 năm 2022 đã được tổ chức tại cụm sân bóng Chùa Hội Long, quy tụ nhiều đội bóng nữ trong khu vực tham dự. Bóng đá nữ phong trào những năm gần đây phát triển khá sôi nổi ở các tỉnh, thành phố, khu vực đồng bằng sông Cửu Long, đặc biệt là trong giới học sinh sinh viên. Bên cạnh các giải đấu bóng đá nam, hội bóng đá các tỉnh, thành phố còn tổ chức sân chơi dành riêng cho cầu thủ nữ. Trong đó phải kể đến giải bóng đá nữ cúp các câu lạc bộ đồng bằng sông Cửu Long do hội bóng đá thành phố Tân An, tỉnh Long An phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức. Lần đầu tiên được tổ chức vào năm 2021 diễn ra tại Cần Thơ đã để lại nhiều hình ảnh đẹp trong lòng các đội bóng. Sau thời gian ảnh hưởng của dịch, giải bóng đá nữ cúp câu lạc bộ đồng bằng sông Cửu Long đã triển khai tiếp tục giải đấu và diễn ra tại cụm sân bóng Chùa Hội Long vào ngày 16 tháng 10 vừa qua. Lần đầu tiên thì em thấy là ban tổ chức khá thành công, quy tụ nhiều đội bóng mạnh trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long, rồi có Sài Gòn nữa, Sài Gòn rồi mấy bạn tuyển thủ Vĩnh San, rồi mấy bạn sân 11 Tao Đàn về. Lần thứ hai này thì em thật sự bất ngờ khi các đội là chuẩn bị đội hình là cực kỳ tốt luôn, các hầu như là 12 đội bóng đều rất là mạnh, nhưng mà bóng đá có hên xui may rủi. Lợi là ban tổ chức mình Long An là tổ chức cho tụi em nhiều cái giải bóng đá, là tụi em là bất kể là đường xá xa xôi như thế nào thì tụi em cũng hết mình, là có sân chơi là tụi em vui rồi, dù bao nhiêu km tụi em cũng sẽ lặn lội xuống. Giải quy tụ 12 đội bóng, riêng tại Long An có 5 đội là thành phố Tân An, Tân Thạnh, Đức Hòa, Tân Hưng và Trần Linh Long An, cùng 7 đội bóng đến từ các tỉnh thành lân cận như là Việt Nam Football thành phố Hồ Chí Minh, Cevita Sen Hồng Đồng Tháp, Đức Duy FC Bến Tre, Chợ Gạo Tiền Giang, Đại Sơn Cần Thơ, Relax Vĩnh Long, Đam Mê Trà Vinh. Mỗi người một công việc, ngành nghề và thuộc các lứa tuổi khác nhau, nhưng khi đã khoác lên mình bộ trang phục, quần đùi áo số, các cầu thủ không chuyên đều hết mình cống hiến cho khán giả những pha bóng hấp dẫn và ghi bàn mãn nhãn. Thứ hai là phái mạnh, bất kể nam hay nữ thì bóng đá đó với họ là khi mà được bước chân xỏ giày ra sân, khoác quần đùi áo số là họ sẽ chiến hết mình thôi. Niềm đam, thậm chí em cảm thấy là niềm đam mê của nữ còn nhiều hơn so với nam. Các bạn chơi cũng đâu thua gì bạn nam. Hiện tại là chuyên môn của các đội rất là nâng cao, rất là nâng cao so với năm vừa rồi. Thì chuyên môn của mọi đội rất là cao về tinh thần đó. Các bạn chơi đâu cũng như vậy chứ. Hòa đồng và không có cái gì nữa va chạm mà để mà gây khó chịu lẫn nhau. Trải qua 19 trận thi đấu tưng bừng máu lửa giữa cái nắng chói chang, các cầu thủ đã ghi được hơn 90 bàn thắng. Đội Cevita Sen Hồng Đồng Tháp đã lên ngôi tại Cần Thơ khi giải lần đầu tiên được tổ chức. Tuy vậy, đến với mảnh đất Long An, các cô gái đất Sen Hồng Đồng Tháp đã không giữ được chiếc cúp và cùng với đội bóng nữ Đại Sơn Cần Thơ giành giải đồng hạng 3. Nhà vô địch giải bóng đá nữ cúp các câu lạc bộ đồng bằng sông Cửu Long lần thứ 2 năm 2022 là đội bóng đến từ Bến Tre, Đức Duy FC. Với đội hình nhiều cầu thủ trẻ, giàu thể lực, Đức Duy FC đã có trận đấu hay khi đối đầu với đội bóng Đức Hòa FC Long An ở trận chung kết và đã có chiến thắng thuyết phục với tỷ số 3-1 để đăng quang ngôi vô địch. Trong tầm tay, trong cái đội hình khi mà mình đi, nó khi mình đi là mình có trong tầm tay của mình là biết chắc chắn là có thể là sẽ vô địch. Nói chung được cái sân chơi như vậy là cũng cho mấy đứa. Tháng 3 hay đội 3 đây. Ở đây nhưng có thể là mai mốt khi có thể năm sau là Bến Tre của em có thể tổ chức một cái sân chơi giống như vậy. Hiện tại thì cái sân chơi mà phong trào cho nữ ở Long An và tỉnh lân cận là Hồ Chí Minh thì hiện tại cũng đang phát triển rất là nhiều, nhưng mà hiện tại là không có nhà tài trợ nên là rất là mong là các mạnh thường quân có thể là tài trợ một cái giải đấu để cho chị em sau những ngày mà làm việc mỏi có thể tham gia với vòng tròn, hoặc là ít nhất cũng có vài cái giải đấu như của thầy của chùa Hội Long tổ chức như vậy. Em thấy là sân chơi dành cho bóng đá nữ mình còn hơi ít, không được mở rộng, nhưng mà Tân An thì hàng năm thì duy trì cũng nhiều giải so với các tỉnh khác như là Đồng Tháp, Cần Thơ, Kiên Giang thì họ ít hơn.
hầu hết là tất cả các địa phương khác họ không quan tâm đến nữ. Trong đồng bằng sông Cửu Long thì em thấy là bên Long An mình là nổi trội về cái công tác tổ chức phong trào bóng đá nữ so với các tỉnh thành khác trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Bên cạnh tinh thần tập luyện thi đấu máu lửa của các chàng trai thì sự góp mặt của các bóng hồng trên sân bóng đá giờ không còn là chuyện lạ hay chuyện hiếm nữa. Tham gia vào sân chơi này, ngoài các em học sinh, sinh viên còn có công chức, viên chức, doanh nhân, người lao động, công nhân, nông dân, v.v. Hy vọng giải bóng đá nữ cúp các câu lạc bộ đồng bằng sông Cửu Long sẽ là tiền đề và là động lực để giải bóng đá nữ khu vực đồng bằng sông Cửu Long có nhiều sân chơi mới và thúc đẩy phong trào bóng đá nữ tại các địa phương phát triển mạnh mẽ. Ngoài ra, hy vọng giải bóng đá nữ cúp các câu lạc bộ đồng bằng sông Cửu Long sẽ được duy trì tổ chức định kỳ hàng năm như một món quà ý nghĩa, một sân chơi mới hấp dẫn, thú vị dành cho các vận động viên bóng đá nữ phong trào trong khu vực.